có rất nhiều những mẫu xe phân khúc hạng B mà cái tầm phân khúc dưới 300 cho anh em mình lựa chọn. Nhưng hôm nay Khả đang muốn giới thiệu cho mọi người một chiếc xe còn lâu mới đến 300 các bạn. Nó chỉ tầm khoảng 207 thôi, anh em mình sẽ được sở hữu mẫu xe đời cao, rất là cao luôn, là mang nước sơn màu trắng đấy, Ngọc Trinh đời 2016 các bác nhé, 279 củ khoai. Anh em mình sẽ được nhận xe sang tên bấm biển đổi chủ, bao trọn gói bấm biển dành cho quý chị và con có bác anh em mình quan tâm. Một chiếc xe mang nước sơn màu trắng đời 2016 nhập khẩu Hàn nguyên chiếc, động cơ 1.4, dùng chung máy với dòng Hyundai Accent. Nhưng dòng này nó cũng như Accent đời 27 trở xuống là nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Chất lượng gầm bệ và khung gầm của nó, cái chất lượng sơn cũng như là cái chống mọt của nó tốt hơn các bác nhé. Và gầm nó đi sướng hơn so với dòng trong nước. Và chiếc xe này nhà em đang để cho bà con các anh chị có 279 triệu đồng đấy các bác nhé. Chính chủ sang tên bấm biển đổi chủ, định danh biển số luôn cho bà con các anh chị luôn. Một chiếc xe mang lớp sơn màu trắng phiên bản sedan, rất phù hợp cho anh em chạy dịch vụ hoặc đi gia đình kết hợp với công việc của quý anh chị bà con. Vẫn hỗ trợ trả góp 50%, anh em trả trước khoảng tầm 130 anh em nhận xe luôn đó. Một chiếc xe mang nước sơn màu trắng thì nó cũng khá là hot trend trong những năm gần đây. Và nó sạch sẽ đẹp đẽ, sơn cả xe rồi các bác nhé. Sơn cả xe luôn. Vừa sơn xong, chiếc màu trắng thì không thể sơn tỉa được. Này sơn cả xe rồi nên là chất lượng xe rất là đẹp, gọn gàng. Trong ngoài nhìn khá là led, đẹp với cái tầm tài chính anh quay khoảng tầm 270. Anh em mình quan tâm, anh em mình có thể qua cửa hàng gặp Khả năng ô tô. Khả năng còn bớt, còn độc lá và bao rút hồ sơ cho quý anh chị và con có bác đang quan tâm với dòng xe này. Và phù hợp với cái tầm tài chính anh em mình chạy dịch vụ, đi gia đình, xe hoa đám cưới, dòng này đi rất là lền, lành, bền, tiết kiệm nhiên liệu. Với động cơ 1.4 sang tầm khoảng 5,5-6 lít trên 100 km. Keo chỉ tất nhiên là phải zin rồi, không có đâm đụng ba quẹt các bác nhé, không ngập nước các bác nhé. Đấy, cái đấy thì mình đảm bảo cho bà con. Chiếc này thì anh em cần lên màn hình nữa thì nên quanh khoảng tầm 2,5-3 triệu anh em có thể mà có sở hữu cái màn hình Android rồi. Nội thất rất đẹp luôn, ngon lành, ngon nghẻ đấy, ngon nghẻ với tầm giá các bác nhé. Bọn em mua về rồi thì các bác chắc chắn là các bác mua của chủ thì sẽ rẻ hơn, còn mua qua đội bán hàng như bọn em thì bọn em đầu tư ra chứ không phải em bán hộ người ta. Ví dụ các bác em mang xe đến đây cơ cho em bán thì em chỉ bán lãi 3-5 triệu thôi, nhưng mà em đầu tư về đây rồi thì bọn em sẽ lãi khoảng tầm 15-17 triệu đến 20 triệu, có con thì 10 triệu thôi các bạn. Thực tế đấy, tùy khách gặp khách thôi. Em chỉ làm 10 triệu đến 15 triệu một xe này, mỗi ngày em bán 10 cái này em tha hồ tiền ở đây rồi các bạn. Ở cửa hàng em không nói dối các bác, ngày bán khoảng 7 đến 10 cái xe trong một ngày, không dám nói sai đấy các bạn nhé. Nên là bọn em chất lượng cũng là đặt lên hàng đầu, và cái tình trạng xe cộ nó cũ rồi mình báo cho khách nó chuẩn một chút là anh em đỡ lăn tăn, và sau này nữa kiểu cãi nhau với khách nó mất thời gian. Nên là em bán hàng không phải xe nào em cũng bán, và không phải chất lượng xe nào nó cũng tốt, nên là mình cứ chọn con nào tốt nhất cho khách hàng của riêng mình, còn lại khách hàng của cửa hàng thì mình sẽ để cho anh em nhân viên người ta làm việc như thế nào mình sẽ không dám can thiệp. Nhưng mà cái chất lượng của xe cộ của Khả năng ô tô đã bán cho khách hàng 100% khả năng sẽ có đảm bảo cho bà con các anh chị luôn, và mình sẽ là người biết, mình biết nhiều hơn khách. Khách tin tưởng mình mới ủng hộ mình mấy trăm triệu bạc đến mà bán được con xe nát quá này, nó thật các bác này. Nát thì giá nát thì ok, nhưng mà nát giá đẹp thì không bao giờ có ok được. Bán con xe mà bằng chỗ khác người ta bán con xe nét căng rồi mà, ừ thì đành rằng nhiều anh em sẽ mua rẻ hơn, nhưng mà bọn em quan trọng cái giá nhập nó tốt hay không. Ví dụ nhập con này khoảng tầm 200 chẳng hạn thì bán cho các bác là 230 thôi, thì các bác giảm giá xuống chốt cho các bác 220 là được 15 triệu rồi đấy, còn bao hồ sơ được 15 triệu rồi. Nhưng mà mua vào 250 rồi mà bán cho các bác 270 mà bao hồ sơ thì chỉ được khoảng loanh quanh 10 triệu thôi, còn sửa sang còn làm lại các kiểu. Con này em mua 247 triệu đấy, nhưng mà chất lượng xe nó kinh khủng lắm, nó đẹp cơ các bác nhìn này, keo chỉ nó zin hết đây anh em nhìn nội em này. Đời 2016 mà nó chỉ có 270 triệu thì các bác thấy có rẻ không? Về máy thì đảm bảo các bác là máy zin, nhưng mà mặt máy đã được vệ sinh chảy dầu các bác nhé. Gioăng mặt dàn cò là không còn, nhưng mà đã được vệ sinh chảy dầu rồi, nhưng máy vẫn còn zin đấy, và ốc cabo chưa mở, keo chỉ zin luôn. Máy nổ rất êm, máy chấm tư, máy của Hyundai Accent đến đời 2022 vẫn dùng máy này. Chính vì thế nên là chất lượng của xe rất là tốt và bền lành, và đồ đạc phụ tùng thay thế sửa chữa nó nhiều. Mặc dù số sàn thôi, nhưng mà chiếc Kia Rio nó cũng là một mẫu xe mà form dáng của nó rất là đẹp và nhìn khá là bắt mắt với cái tầm giá phân khúc khoảng tầm phân khúc B khoảng tầm 270 đâu nhé. Chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và con có bác đã quan tâm dõi. Hãy nhớ ủng hộ Khả năng bằng một like, một chia sẻ kênh và một đăng ký kênh. Anh em đi qua nhớ ủng hộ em. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.